Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Đối với thiết lập những cái combo để dành cho livestream, các bạn sẽ quan tâm đến màn hình, những cái bộ máy, đây là những cái để các bạn trải nghiệm. Còn những người dùng, những người xem, người ta nhìn thấy bạn và người ta thường quan tâm đến những yếu tố nào? Tất nhiên là các bạn vẫn cần phải chuẩn bị một cấu hình đủ mạnh để có thể là chơi game trên độ phân giải Full HD và 60fps để sẽ làm cho người dùng không bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, giảm trí nhớ. Tuy nhiên, sẽ có những yếu tố khác để ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người xem, đó chính là về vấn đề âm thanh cũng như là về mặt hình ảnh. Thì đối với hình ảnh, đó chính là sự webcam. Thông thường thì với các streamer họ hay để những hình ảnh nhỏ nhỏ, thế nên chúng ta mua bất kỳ những loại webcam khoảng chừng là vài trăm nghìn cũng có được, không ảnh hưởng gì. Miễn sao là ánh sáng trong phòng bạn bật đèn lên là ok rồi. Còn đối với yếu tố âm thanh thì đây là một trong những yếu tố khá là nhạy cảm. Một số bạn thì dùng để tiết kiệm chi phí, các bạn sẽ sử dụng luôn cái mic của tai nghe. Điều này thì cũng không ảnh hưởng gì mấy nếu như bạn trò chuyện, các bạn chơi game đối với anh em và bạn bè thì nói qua những cái hệ thống mic có sẵn trên tai nghe thì hoàn toàn ok. Nhưng khi các bạn livestream thì cái đấy là một câu chuyện khác. Các bạn nên đầu tư những hệ thống mic riêng để có thể đảm bảo chất lượng âm thanh là tốt nhất. Ở đây mình đang có một hệ thống âm thanh của Tronemark. Đây mình sẽ gọi ngắn gọn là One Pro thôi. Thì đây là một trong bộ mic theo như mình thấy ở trong tầm giá là khá rẻ để có thể anh em game thủ quan tâm và chọn mua. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn vấn đề, mình sẽ mở hộp để dành cho anh em xem được. Đầu tiên thì khi mở hộp ra chúng ta sẽ có một hộp rất to đựng full phụ kiện. Và cái thứ hai là mình sẽ có thêm, đây như các bạn nhìn thấy đây, đây là một cái vật mũi. À không, đây là cái để giúp các bạn là để trước mic, giúp cho các bạn nào mà thường xuyên có cái kiểu gọi là vừa nói vừa thở vào mic ấy, hoặc là combat hơi sâu thì văng hết những thứ đinh tinh ra, thì đây sẽ là thứ để cản lại những cái yếu tố như vậy. Và mình sẽ bỏ hết những cái ngoài lề ra và tập trung chính vào sản phẩm. Thì Tronemark họ tặng gọi là có một cái túi rất to để chúng ta có thể đựng mic. Các bạn có thể xách mang đi mang lại mọi nơi, các bạn cảm thấy đam mê thì mang đi một cái rất là tiện lợi. Và khi mở ra chúng ta sẽ có nhân vật chính ở đây. Nhân vật chính sẽ là một cái mic đến từ Tronemark. Đây là phụ kiện để giúp các bạn có thể gắn lên cái boom mic rời, nhưng một chút nữa mình sẽ nói đến cái boom mic sau. Và chúng ta sẽ có một túi đựng dây kết nối và kèm theo đó là một cái đây là một cái giống như kiểu cảnh báo ấy. Thật ra thì có, chúng ta treo vào phòng cho đẹp thôi, chứ các bạn thấy đấy, mình ngồi trong studio thì thoảng vẫn nghe tiếng gõ cửa đấy, các bạn thấy không, gõ cửa vẫn có thôi. Treo chỉ mang tính chất gọi là để tham khảo, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm, còn người ta gõ cửa hay không thì là việc của người ta, không ảnh hưởng đến mình. Và đấy là những cái phụ kiện sơ qua về em Tronemark. Mình sẽ tập trung chính vào cái miêu tả ngoại hình. Đặt vào chính giữa thì chúng ta có mic ở bên trên. Đây chúng ta sẽ có mút xốp để có thể cản bớt đi cái tiếng thở hoặc là tiếng quạt khi các bạn thổi thẳng qua mic. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một núm gọi là volume và núm thứ hai là gain. Thật ra thì các bạn không cần quan tâm lắm đâu, nếu như mà không biết sử dụng thì các bạn mắc hết có thể. Đấy là một cách cực kỳ đơn giản. Và đằng trước chúng ta sẽ có thêm một nút tắt mic nữa để dùng trong trường hợp khẩn cấp, khi mà đang gọi là trò chuyện với bạn bè nhưng tiếng đập cửa, một người vào và nói những cái thứ mà các bạn không muốn cho người khác nghe được, thì chỉ cần nhấn nút vào cái phím hình gọi là gạch mic này đi thì mic sẽ được tắt luôn. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có những cái chế độ, nhưng một chế độ thì một chút nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Ở dưới cùng thì mình sẽ có những cái khác, ví dụ đây là cổng để các bạn có thể cắm được tai nghe này, và sẽ có phím tắt led, xung quanh đây có một viền led RGB và dưới cùng là một cổng USB Type-C để chúng ta có thể kết nối. Thì đây là cái chân mic theo kèm để chúng ta có thể đặt trên bàn. Hầu hết thì mọi người sẽ chọn những cái giải pháp như này cho đơn giản nhất, các bạn có thể đặt ở xa ở gần đều được, hoặc có thể dùng boom mic để có thể treo lên. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái boom mic ra để treo lên cho các bạn xem nhé. Đây là zoom boom và các bạn sẽ phải mua rời cái zoom boom này, sẽ không đi theo kèm ở trong phần vỏ hộp của cái mic Tronemark. Tất nhiên thì đây cũng là một sản phẩm theo mình đánh giá là rất tốt để các bạn có thể cân nhắc chọn mua, khi mức giá là không quá cao, chỉ khoảng vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu thôi. Thì cách lắp đặt cũng vô cùng đơn giản, các bạn lắp cái phần đế vào bên phía dưới bàn và tiếp theo đó các bạn đặt cái boom lên trên. Đấy, chỉ việc đặt vào, không cần phải bắt ốc gì, ân như là mọi thứ chỉ là vặn bằng tay thôi, các bạn nữ cũng có thể tự thao tác tại nhà. Và đây là cái cánh tay, theo như mình thấy là nó cực kỳ dài. Đây, nói chung là khung hình các bạn không thấy hết được đâu. Đây, mình sẽ cầm dọc vào cho các bạn thấy là nó cực kỳ dài luôn. Và cách lắp đặt thì đấy, như mẹ đã nói là đơn giản. Và khi các bạn đã lắp đặt xong cái zoom boom rồi thì các bạn có thể tháo cái mic ra và đặt lên đây, treo lên đây. Và nó sẽ có rất nhiều tư thế để có thể sử dụng. Thì cái cách tháo mic, các bạn sẽ vặn con ốc ở hai bên ra và chúng ta đã lấy được cái mic rời ra rồi. Nếu như bạn nào mà đang ở nhà muốn làm ca sĩ thì cũng có thể cầm rời mỗi cái mic ra để nói chuyện, cũng là một ý kiến hay. Rồi thì khi bắt ra các bạn chỉ cần đặt lên, bắt ốc vào, thế là xong. Sau khi bạn lắp xong mic rồi thì ở đằng trước đây chúng ta sẽ có những cái
lỗ để chúng ta có thể DJ, nhưng mà thôi chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề DJ trước. Thì đây là cách sử dụng. Các bạn có thể đặt cái hướng mic sao cho phù hợp nhất đối với cái cách nói của các bạn. Các bạn có thể để cao lên để có thể sử dụng là cho những người khác nói chuyện, hoặc là đây các bạn đang ngồi thẳng và trước bạn đang có một người, đưa mic gần ra để cho họ có thể cùng nhau trò chuyện. Thì đấy là cái công dụng của Zoom Boom khi mà kết hợp với cái mic Tron Max. Sau khi các bạn cắm dây USB Type-C vào rồi thì chúng ta sẽ đi qua một số những thiết lập ngay bên dưới đây. Như mình đã nói, ở bên dưới là LED thì sẽ có một núm ở đây, các bạn chỉ cần bấm vào sẽ đổi ra rất nhiều màu LED. LED này thì không một lần hiển thị sẽ LED đơn sắc, nhưng các bạn bấm vào là chọn màu sắc sao cho phù hợp. Thực ra thì đấy gọi là có thôi, chứ hầu hết mọi người chơi game từ tập trung nhìn vào màn hình chứ mấy ai nhìn xuống LED đâu, nhưng mà có hơn không. Quay trở lại những cái núm vặn đi, thì khi mà các bạn vặn đầu tiên thì mình sẽ vặn cái núm volume, thì nó sẽ có ánh sáng là ánh sáng màu xanh dương, không biết các bạn có thể nhìn rõ không. Thì cái vặn đây sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh âm thanh sao cho phù hợp nhất, tức là nếu như bạn là một người nói rất bé thì có thể là vặn cái volume này lên để khi các bạn nói thì những cái người bên kia người ta vẫn có thể nghe được, hoặc là bọn người nói to hoặc để mic quá gần thì nên vặn nhỏ nó xuống một chút để có thể gọi là cân bằng cái âm thanh sao hiệu quả. Cái về gain, cái về gain đây sẽ phù hợp nhất đối với bạn nào mà thường xuyên chơi đêm mà không được hò hét quá to, có thể vặn gain lên mức tối đa để có thể cái độ nhạy của âm thanh được cao nhất. Tuy nhiên thì nếu như bạn vặn mạnh quá thì đôi khi người ta sẽ nghe được cả cái tiếng thở của các bạn luôn. Thế nên thì chúng ta nên điều chỉnh một chút sao phù hợp. Những bạn nào không biết thì ok, đồng ý một điều là các bạn có thể vặn mắc và để xa ra nhất có thể để có thể gọi là phù hợp đối với người sử dụng. Rồi, thì ở đằng trước đây chúng ta sẽ có một cái núm thì cái mic bị gạch. Nếu mà xanh thì là mic đã vẫn đang hoạt động, còn khi các bạn bấm một lần vào độ trễ mất khoảng 0.5 giây chuyển sang màu đỏ thì đây chúng ta đã tắt mic. Và mình sẽ nói đến những cái chế độ có sẵn ở bên trong cái mic đây. Đầu tiên là cái chế độ Carryout, thì các bạn có thể bấm vào cái nút ở dưới cùng này để có thể điều chỉnh các chế độ đây. Thì đối với chế độ này thì đây mình sẽ để mic đây. Đây là chế độ chuyên dành cho những cái streamer, dành cho game thủ khi mà nói chuyện. Bạn phím bạn đặt đằng trước, chuột bạn đặt ở hai bên và các bạn để sang chế độ Carryout đây. Thì khi các bạn nói chuyện thì cái âm thanh từ chuột bàn phím hầu như sẽ không bị ghi lại, thay vào đó sẽ chỉ thu định hướng duy nhất là khi các bạn nói thẳng vào đây. Thì đấy, đó chính là cái Carryout hoạt động. Còn khi mà chuyển sang chế độ khác đi, chuyển sang chế độ Stereo. Đây là chế độ Stereo. Khi mà nói chuyện ở chế độ Stereo, các bạn nói bên trái, bên phải và nó chính giữa sẽ thu âm đến từ ba hướng. Cái này sẽ chuyên dành cho những video của ASMR, các bạn có thể gọi là sờ tay vào đồ vật bên trái bên phải để cho người nghe có thể cảm nhận được. Cái này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái đối tượng các bạn hướng đến, tức là người nghe của các bạn, người xem của các bạn, họ phải đeo những cái mẫu tai nghe phân biệt là trái phải, hoặc là những cái mẫu smartphone có hai loa thì cái âm thanh stereo này sẽ là tốt nhất. Còn những cái bộ tai nghe mà phèn quá thì mình không biết được đâu. Rồi, sang một cái chế độ thứ ba thì đây là cái chế độ để dành cho chúng ta làm những talk show. Các bạn làm talk show mà các bạn không có hai mic, hai người đối diện nhau thì phải làm thế nào? Hãy chuyển sang cái chế độ này. Đây, khi một người ngồi trước mình và mình ngồi đằng sau thì mic sẽ thu được ở đằng trước và đằng sau. Thì qua đấy thì đây là một cái giải pháp tương đối tiết kiệm để chúng ta có những buổi talk show cho nó phù hợp. Và đến cái chế độ cuối cùng, các bạn chuyển sang chế độ có mỗi cái logo hình tròn đây. Đây là chế độ hay gọi là chế độ bàn tròn. Cái chế độ bàn tròn đây là như nào? Các bạn sẽ đặt mic vào giữa, mic sẽ thu âm thanh của tất cả các hướng. Tất nhiên thì khi các bạn chuyển sang chế độ thu âm thanh của tất cả các hướng, các bạn sẽ cần phải nói to hơn, và đồng nghĩa một điều là một số những cái tạp âm mic sẽ không lọc được, sẽ thu thẳng vào luôn và người nghe đã có thể nghe được. Đây là một cái giải pháp gọi là dùng để cho các cuộc họp mà mọi người cần họp với nhau, họp với một người ở xa mà họ không có những mic rời, những người họp xung quanh bạn không mic rời và chỉ có chung mic, thì chúng ta có thể cân nhắc để sử dụng chế độ này. Thì đấy là một số những chế độ và một số những tính năng mà mẫu mic Tron Max One Pro có thể mang lại. Đối với mình, trong cái tầm giá mà mẫu mic này mang lại thì mình thấy các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để có thể lựa chọn và sử dụng cho hầu hết tất cả nhu cầu. Có thể các bạn không nhất thiết phải là streamer thì mới nên mua những mẫu mic rời này. Các bạn là một người dùng bình thường, những người chơi game bình thường cũng có điều kiện thì nên mua mic để tránh cái tình trạng gọi là chơi game ở ngồi cạnh trực thăng hoặc là ngồi cạnh quạt, người nghe tiếng phập phù ngoài tiếng nói của các bạn. Ok, vậy thì các bạn muốn mình làm thêm về những cái sản phẩm liên quan đến gaming gear như nào? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.